chào quý khán giả của Tiền Phong TV. Quý vị đang theo dõi Talk Show thì thầm bên gối của báo Tiền Phong điện tử và kênh YouTube báo Tiền Phong được phát sóng vào 20 giờ thứ 6 hàng tuần. Các bạn thân mến, trong câu chuyện với thì thầm bên gối thì có bác sĩ sản phụ khoa đã cho biết ở Việt Nam không hiếm trường hợp nạo hút thai trên dưới 10 lần, cá biệt có người tới hơn 20 lần. Đặc điểm chung của những trường hợp này là những người phụ nữ đều bắt đầu quan hệ tình dục ở độ tuổi còn rất trẻ. Tránh thai là mối quan tâm của mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Theo các chuyên gia, việc chủ động phòng tránh thai sẽ mang lại nhiều lợi ích. Chủ động trong việc sinh con như chủ động trong thời gian sinh đẻ, khoảng cách sinh và số lượng con sinh ra để có điều kiện chăm sóc và giáo dục toàn diện hơn. Tránh tai biến sản khoa và không bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nâng cao chất lượng đời sống ở mỗi gia đình, phòng tránh thai giúp mỗi gia đình không sinh quá nhiều. Có sức khỏe, kinh tế tốt, các gia đình sẽ chăm sóc, giáo dục con cái tốt hơn. Quan điểm y học hiện đại nhìn nhận về tránh thai như thế nào? Liệu đó có phải chỉ là trách nhiệm của người phụ nữ hay không? Chúng ta sẽ biết được những thông tin đó sau khi xem talk show này. Số này của chúng ta có chủ đề 1001 cách tránh thai. Tránh thai là mối quan tâm của mọi phụ nữ. Làm thế nào để có kiến thức chuẩn xác cho câu chuyện này? Chúng tôi tin là các quý khán giả của kênh Thì Thầm Bên Gối sẽ rất là quan tâm và sẽ có được câu trả lời chuẩn xác khi theo dõi talk show của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi đã mời đến trường quay của báo Tiền Phong, tiến sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, tránh văn phòng Trung tâm Đào tạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Xin chào bác sĩ Phan Chí Thành và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình này. Vâng, bác sĩ Thành, Dr. For Women, xin kính chào quý khán giả của Thì Thầm Bên Gối. Thưa bác sĩ Phan Chí Thành, có nhiều biện pháp tránh thai được sử dụng rộng rãi như là dùng bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo, rồi dùng thuốc tránh thai, rồi tính ngay an toàn. Vậy thì xin bác sĩ phân tích mặt lợi và bất lợi của từng biện pháp này. Chia sẻ chung thì đúng là chủ đề tránh thai là chủ đề mà muôn thuở. Và có lẽ là một trong những mối lo lớn nhất của chị em phụ nữ khi tham gia hoạt động tình dục là mang thai ngoài ý muốn. Và một trong những điều mà làm cho tắt hết khoái cảm của chị em phụ nữ. Và tại sao phụ nữ sinh hoạt lại khó đạt đỉnh hơn đàn ông? Đó là vì người ta lo người ta mang thai. Nếu như trước đây thì chúng ta hiểu là mang thai ngoài ý muốn là cực kỳ ám ảnh. Bởi một thai nhi không chỉ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, mà còn đi theo suốt cuộc đời người mẹ để nuôi nấng con cái trưởng thành lên người. Và đôi khi nếu mà mang thai ngoài ý muốn còn liên quan đến danh dự, liên quan đến nhân phẩm, tiếng tăm của người phụ nữ đó nữa. Do đó là trước đây, khi không thể làm chủ được cái việc mang thai, tránh thai, thì gần như nhiều chị phụ nữ đã không dám tham gia hoạt động tình dục. Hoặc khi tham gia hoạt động tình dục thì rất ám ảnh. Và có thể nói là từ những thập niên 1970, lần đầu tiên người ta phát minh ra thuốc tránh thai, là người phụ nữ có thể làm chủ được hoàn toàn cái việc mình có mang thai hay không, thì điều đó người ta mới giải phóng được người phụ nữ, đặc biệt là trong những cách mạng về tình dục. Và người phụ nữ lúc đó mới làm chủ được cái đời sống tình dục của chính mình. Thế còn quay lại thì đối với các biện pháp tránh thai thì có hai mảng lớn. Một là mảng dùng các biện pháp liên quan đến thuốc, liên quan đến các dụng cụ y tế. Hai, đó là rất nhiều chị em nghĩ ra nhiều mẹo, các cách để mà chúng ta tránh thai. Ví dụ như là chúng ta xuất tinh ngoài, ví dụ như là chúng ta gì tính ngày an toàn để quan hệ. Tuy nhiên chúng tôi phải nhấn mạnh một điều, đó là hiệu quả của những biện pháp này thì không cao. Và đặc biệt là những thời điểm quan trọng nhất thì nó ít giá trị nhất. Đó là những thời điểm mà người ta làm đến được thăng hoa nhất, lên đỉnh nhất, thì chúng ta lại lo lắng nhất và chúng ta phải dừng lại để chúng ta kiểm soát đó. Ví dụ như người đàn ông chuẩn bị lên tới cao trào thì hai chị vợ chồng là tôi từ từ dừng để mà chúng ta xuất tinh ngoài. Thì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông. Và người đàn ông kiểm soát được xuất tinh hay không thì người phụ nữ không biết. Chúng ta chỉ quan hệ một lần thôi. Nhưng mà chúng ta lo mất 2 tuần cho đến 3 tuần chờ cho đến chu kỳ kinh tiếp theo của người phụ nữ là người ta không mang thai, thì các anh mới yên tâm được. Câu chuyện thứ hai đó là tính ngày quan hệ của chị em phụ nữ. Thì chúng ta phải hiểu một điều rồi là những ngày mà người phụ nữ thăng hoa nhất là quanh những ngày rụng trứng. Đây là một cơ chế chọn lọc tự nhiên của chị em phụ nữ để làm sao mà con người muốn gần nhau nhất, muốn yêu nhau nhất trong những ngày rụng trứng nhất để tăng cơ hội có thai,
để giúp chúng ta duy trì nòi rồng. Đây là phản xạ chọn lọc tự nhiên hàng vạn năm của người. Tuy nhiên đến những ngày đó thì chúng ta lại tính ngày rình rình tình và thôi chúng ta đừng quan hệ trong ngày đó. Thế thì điều đó thực sự sẽ mang giảm đi rất nhiều cái sự khoái cảm. Rất nhiều bệnh nhân của tôi nói là những ngày gần, những ngày kinh em thấy yêu chồng, em thấy nhớ, em thấy thích, rồi em thấy cơ quan sinh dục ẩm ướt hơn nhiều lắm. Thế những ngày đó lại là những ngày chúng ta vào kiêng. Thế thì thực sự là rất nhiều lần là trên bảo dưới không nghe. Có nghĩa là đầu vào kiêng rồi, nhưng đến lúc đấy làm sao chúng ta kiềm chế được để chúng ta có thể từ chối sinh hoạt, để chúng ta có thể an toàn được. Bác sĩ có thể cập nhật những cái biện pháp tránh thai hiện đại hơn và được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây được không? Chia làm tránh thai, chúng ta chia làm hai mảng lớn. Một là chỉ tránh mục tiêu tránh thai thôi. Mục tiêu thứ hai là vừa tránh thai vừa giúp chúng ta tình dục an toàn, tránh các bệnh lây truyền qua tình dục. Thì điều này là vô cùng quan trọng, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn chưa lập gia đình, các bạn mà có bạn tình mới, chúng ta chưa thể yên tâm được. Thì bên cạnh việc gì tránh thai, chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối tránh bệnh lây truyền qua tình dục. Thế thì tránh lây truyền qua tình dục chỉ có hai biện pháp thôi. Một, đó là chúng ta dùng gì bao cao su cho nam giới. Hai là chúng ta dùng các cái màng ngăn cho nữ giới, hay người ta gọi là bao cao su cho nữ giới. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh một điều cần hiểu rộng ra. Đây là các biện pháp màng ngăn bảo vệ để cho tinh trùng không gặp gì trứng của người phụ nữ, cũng như để vi khuẩn không thâm nhập được sang cơ thể người phụ nữ. Vậy thì các biện pháp màng ngăn mà chúng ta biết phổ biến nhất ở Việt Nam có lẽ là bao cao su cho nam giới. Nhưng điều này đúng nhưng chưa đủ. Bao cao su cho nữ giới cũng có. Bởi vì chỉ cần những biện pháp như oral sex thì cũng hoàn toàn có thể lây truyền các bệnh qua đường tình dục như HPV, như các bệnh khác. Do đó chúng ta phải bảo vệ cơ thể chúng ta bằng gì? Bằng bao cao su, bằng màng ngăn, bằng gì? Các cái bao ngón tay. Tuy nhiên, kể về câu chuyện cách sử dụng các biện pháp này thì vô cùng bối rối. Và có thể gọi là đúng là 1001 cách dùng khác nhau. Tôi gặp nhiều nhất đó là các chàng trai trẻ trẻ, đó là quan hệ một lúc rồi mới đeo bao. Hay đôi khi có những chàng trai đó là quan hệ đeo bao lúc đầu tiên, nhưng một lúc sau tháo bao nào mà không nói cho bạn nữ. Rất nhiều trường hợp bạn nữ là ngã ngửa người ra khi biết là chàng trai đó bỏ bao cao su rồi mà mình không biết. Và điều đó là được một cực sĩ được coi là không có trách nhiệm trong quan hệ tình dục. Vì rất nhiều bạn trai nghĩ là đeo bao cao su thì không thật, rồi không thích bằng là quan hệ nhân trần chẳng hạn. Tuy nhiên điều này các nghiên cứu nói rằng là không đúng. Bao cao su ngày nay rất mỏng, có nhiều loại gọi là invisible, còn không nhìn thấy. Và đôi khi điều lớn nhất là giúp chúng ta yên tâm. Và chúng ta yên tâm chúng ta không mang thai, yên tâm chúng ta không mắc bệnh quan lây truyền qua tình dục. Điều đấy đã giúp cho chúng ta đỡ lo lắng rất nhiều rồi. Thế còn những biện pháp như là chúng tôi vẫn nghe nói đến như là tiêm thuốc tránh thai hay là cấy ở dưới da thì như thế nào bác sĩ? Chia sẻ sẽ có ở đây có hai vấn đề lớn hơn. Đó là hiệu lực của thuốc, các biện pháp tránh thai. Ví dụ như chúng ta dùng bao cao su, chúng ta dùng màng ngăn, thì quan hệ lần nào chúng ta dùng lần đấy thì mới có hiệu quả thôi. Chứ không phải là hôm trước chúng ta dùng bao cao su có hiệu quả đấy hôm sau. Vậy thì cái việc ở đây sẽ liên quan đến việc đó là thời điểm. Có nhiều trường hợp là chúng ta không sẵn sàng, hoặc có nhiều thời điểm là chúng ta quan hệ nhưng chúng ta đâu có chuẩn bị được đâu. Có nhiều lúc là cảm xúc bên nhau rồi chúng ta đã quan hệ mất rồi, lúc ấy bảo không sẵn sàng bao cao su ở đây chả nhẽ không quan hệ. Thì rất nhiều trường hợp bạn gái là bị quan hệ trong bối cảnh là mình không thật sự sẵn sàng. Thế thì ở đây sẽ chia làm hai mảng. Một là chúng ta dùng những thuốc tránh thai hàng ngày, có nghĩa là ngày nào chúng ta uống thuốc đều thì chúng ta có thuốc bảo vệ trong tác dụng đó. Thì thường có hiệu quả trong 1 tháng, 2 tháng. Cứ khi nào chúng ta còn uống thuốc, chúng ta còn tác dụng bảo vệ. Biện pháp thứ hai, nhưng nhược điểm lớn nhất của thuốc tránh thai hàng ngày là ngày nào phải uống viên thuốc. Và rất hay quên. Đối với chị em phụ nữ thì phải chia sẻ đó là hay mất não, quá nhiều công việc và quên thuốc tránh thai. Làm cho nếu như lý tưởng uống thuốc tránh thai đều thì đây biện pháp rất hiệu quả. Có thể đạt tới 98-99%. Nhưng trong thực tế mà người phụ nữ dùng, mà đặc biệt người phụ nữ Việt Nam chẳng hạn hay quên ấy, thì hiệu quả chỉ còn xuống 75-80% thôi. Có nghĩa là cứ 1 năm mà quan hệ tình dục đều với biện pháp tránh thai, dù đã uống thuốc tránh thai nhưng mà trong đời sống thực tế là chúng ta hay quên, thì vẫn cứ 10 chị em phụ nữ phải 1-2 chị em phụ nữ vẫn mang thai ngoài ý muốn, dù và em vẫn uống thuốc tránh thai. Thế nhưng mà đôi khi quên xong lại chạy ra làm viên thuốc tránh thai khẩn cấp đó, nhưng vẫn không hiệu quả, vẫn cứ mang thai ngoài ý muốn. Cái câu chuyện thứ hai đó là vậy thì những cái biện pháp mà tránh thai có tác động lâu dài, chúng ta đỡ phải uống thuốc hàng ngày. Ví dụ như chúng ta có thể cấy que tránh thai, có thể đặt một cái vòng bằng tử cung, hoặc có thể đặt vòng nội tiết hoặc vòng thông thường, thì tác dụng có thể được từ 3 đến 5 năm cho quan hệ tình dục. Vậy nếu như chúng ta ở những mối quan hệ thì bền vững, gia đình, lập gia đình rồi chẳng hạn,
mà chúng ta xác định là trong năm tới, trong 2 năm tới, 3 năm tới mình chưa định có con, thì hoàn toàn chúng ta nên dùng các biện pháp tránh thai lâu dài. Vì như vậy nó tiện hơn và chúng ta quên được cái việc đó đi, và chúng ta có một đời sống tình dục tương đối là ngẫu hứng, chứ không phải đến như khi dùng thuốc và đi tìm đồ dụng cụ, không phải lo ngày ngày. Mà đôi khi chị em thì hay đùa với nhau, đó là em chả làm gì cả, chỉ cả tháng mới một lần mà tuy nhiên mang thai. Thì đúng, bởi vì chính vì chúng ta ít dùng đến, dẫn đến nhiều khi cái đồ dụng cụ của quan hệ chúng ta không để quanh người. Ví dụ bao cao su đâu phải sẵn đâu, rồi khi là còn để lâu nó hết hạn mất, đến lúc dùng nó lại rách, nó thủng mất, thế cũng chả có tác dụng gì cả. Thì đấy là khi mà chúng ta trong mối quan hệ ổn định thì chúng ta nên dùng các biện pháp tránh thai tương đối được lâu dài. Chúng ta quên việc đó, chúng ta chỉ việc lúc enjoy cuộc sống thôi. Ngược lại, đối với chị em mà gì, bạn tình chỉ ngắn hạn thôi, hoặc chưa lập gia đình, hoặc cả năm chỉ quan hệ có một vài lần thôi chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta nên dùng bao cao su, hoặc chúng ta có thể dùng các biện pháp thuốc tránh thai thì nó ngắn hạn hơn. Một số không ít phụ nữ thì hiện nay vẫn còn có những cái sự nhầm lẫn coi là phá thai chính là một cái biện pháp để tránh thai. Vậy thì bác sĩ có ý kiến gì về vấn đề này? Và bản thân bác sĩ đã gặp, chắc là đã gặp không ít những cái trường hợp nạo phá thai thiếu hiểu biết như vậy. Hậu quả của nó sẽ như thế nào bác sĩ? Chia sẻ đúng là chúng tôi và trung tâm kế hoạch hóa gia đình của các bệnh viện thì luôn luôn quá tải. Và có thể nói là chúng tôi gặp vô cùng đa dạng, từ các bạn tuổi trẻ vị thành niên cho đến tuổi trẻ các bạn sinh viên thì chúng ta gặp rất là nhiều. Và thường là trong bối cảnh bối rối, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, đôi khi mình còn chưa sẵn sàng quan hệ cơ, rồi ngay cả nhiều bạn cũng không biết là quan hệ tình dục lần đầu là có thể mang thai được rồi, rồi nghĩ là xuất tinh ngoài là biện pháp an toàn rồi, anh ấy phải có trách nhiệm với làm chủ cái chuyện quan hệ như vậy. Nhưng mà rất nhiều trường hợp các bạn gái không biết là các bạn trai nghĩ là việc quan hệ hai bên cùng thoải mái. Còn tránh thai, nhiều bạn trai nghĩ là trách nhiệm của chị em phụ nữ. Nhiều khi và tránh bệnh xã hội, các anh và tránh bằng niềm tin, tức là em không tin anh à, mà tại sao phải đeo bao cao su. Thì rất nhiều bạn gái thực tế đã bị bạn trai từ chối, không có trách nhiệm trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai hay sử dụng bao cao su, và dẫn đến mình mang thai ngoài ý muốn. Và thực sự đó là mỗi một lần phá thai thì chúng ta hình dung đó là giống như là dùng cuốc, dùng xẻng chúng ta cào lên đất ấy. Và hoàn toàn gây ra các tình trạng, hoàn toàn có thể gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn thứ phát sau này. Chúng tôi cũng gặp không ít trường hợp, đó là khi các bạn đã muốn bỏ thai nhưng mà vì ngại không dám đến các cơ sở y tế uy tín, không dám đến bệnh viện công lập, nhiều khi lại đi ở những ông lang, rồi đi ở phòng mạch chui, người ta không đảm bảo đủ dụng cụ an toàn. Người ta nói thật luôn, người ta nhiều trường hợp cũng thu rất nhiều chi phí của chị em, có đến cả tiền triệu và chục triệu cho tiền nạo bỏ phá thai như vậy. Mà nhiều bạn thì trong bối cảnh không có tiền, nhưng mà trong bối cảnh vừa ngại vừa xấu hổ, vừa lại không dám chia sẻ với gia đình với mọi người, thì dẫn đến là rất là phức tạp. Đã có những trường hợp tai biến phá thai, nạo phá thai gây thủng tử cung này, gây chảy máu này, gây băng huyết này, phải cắt tử cung này, hay nhiều trường hợp gây viêm nhiễm, gây tắc vỏ trứng sau này, gây vô sinh hiếm muộn sau này. Do đó có thể nói mọi trường hợp nạo phá thai ở tuổi trẻ đều có thể để lại những cái nguy cơ đến tương lai sinh sản, làm mẹ sau này của các bạn trẻ. Do đó tuyệt đối không được coi phá thai là biện pháp tránh thai. Chúng ta vừa gì tránh thai an toàn, mà bên cạnh đó chúng ta cần phải tránh cả bệnh lây truyền qua tình dục nữa. Vậy thì các biện pháp tránh thai có chống chỉ định với những đối tượng nào không thưa bác sĩ? Thực ra chúng ta phải nói đó, đầu tiên của các biện pháp tránh thai là chúng ta bị dị ứng. Thế chúng tôi cũng gặp dị ứng với bao cao su có nhá. Rất nhiều chị em phụ nữ bị dị ứng với bao cao su. Thì chúng ta phải dùng những cái bao gọi là bao latex, bao không có thành phần cao su để chúng ta dùng thuốc, dùng trong trường hợp chúng ta muốn tránh thai. Cái trường hợp thứ hai đó là gì? Một số trường hợp dị ứng với các thành phần của thuốc, hoặc đôi khi là chúng ta có cơ thể cũng đã có những trường hợp là khi chúng ta dùng thuốc tránh thai lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ thuyên tắc mạch ở chị em phụ nữ. Đã cũng có những cái trường hợp ghi nhận là bị tắc mạch phổi khi mà dùng thuốc tránh thai kéo dài. Do đó mặc dù thuốc tránh thai thì chị em có thể mua hiệu thuốc, nhưng để tốt nhất chúng ta nên thăm khám y bác sĩ để người ta tư vấn những cái lựa chọn thuốc tránh thai tốt nhất mà phù hợp với từng cá thể một. Theo chia sẻ của một số chuyên gia thì khi mà họ tổ chức những cái lớp học tránh thai thuận theo tự nhiên thì người ta khách hàng quan tâm nhất. Vậy thì chúng tôi rất là muốn nhờ bác sĩ giải thích cho cái khái niệm là tránh thai tự nhiên là gì. Đây có phải là biện pháp thích hợp và an toàn với tất cả mọi người hay không? Thực ra thì chúng ta có cái trường phái là thuận tự nhiên. Ví dụ như ở phụ sản trung ương chúng tôi cũng có những trường hợp là bệnh nhân đẻ từ chối các dịch vụ y tế, không đồng ý tham gia dịch vụ y tế. Và có những trường hợp là bố mẹ đẻ tại nhà và để lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thế thì cái câu chuyện thuận tự nhiên, nhưng mà ngược lại
nếu như chúng ta chấp nhận được câu chuyện thuận tự nhiên như ngày xưa các cụ ấy, thì tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn rất là cao. Hay ngược lại, đó là ngày xưa chúng ta biết kể cả sinh nở các cụ gọi là chửa là cửa mà. Do đó nếu thuận tự nhiên thì nó đồng nghĩa việc chúng ta gần như là sinh tồn ngày xưa. Thế còn ngày nay chuyên ngành phụ sản chúng tôi phát triển cực mạnh. Và chúng tôi nói đó là việc phát minh ra thuốc tránh thai được coi là cuộc cách mạng đối với sức khỏe phụ nữ. Và gần như là gì, đạt hiệu quả rất là cao nếu chúng ta làm đúng chuẩn. Còn mọi biện pháp, ví dụ như xuất tinh ngoài, ví dụ như là gì, chúng ta kiêng ngày đều không thật sự tin cậy và để lại rất nhiều lo lắng băn khoăn cho chị em. Còn chưa kể là một số chị em còn sáng tạo ra nữa, ví dụ những biện pháp nguy hiểm hơn, đó là sau khi quan hệ chạy vào nhà vệ sinh rửa, thụt rửa âm đạo để cho tinh trùng trôi ra ngoài, hay còn vắt chanh, hay rồi còn đủ các việc sáng tạo khác của chị em thì đều không có bằng chứng khoa học. Chưa kể là có thể gây viêm nhiễm âm đạo, gây đẩy vi khuẩn ngược dòng lên trên và gây nguy hiểm cực kỳ nhiều trường hợp, gây tắc vòi trứng. Ở lúc này thì bác sĩ có nói là tránh thai tuyệt nhiên không phải là nghĩa vụ của riêng người phụ nữ. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về điều này được không ạ? Việc tránh thai là trách nhiệm của cả hai bên đã tham gia hoạt động tình dục. Là bởi vì sao? Tôi cũng hỏi rất nhiều chàng trai là thế quan hệ tình dục thì có lo có bầu không? Mà có chứ. Thế nếu bạn gái thông báo có bầu có sợ không? Sợ chứ. Rất nhiều chàng trai trẻ toát mồ hôi khi mà nhận tin bạn gái có bầu. Mặc dù cũng có những anh là gọi là quất ngựa truy phong hay là trốn chạy từ chối trách nhiệm, nhưng mà rất nhiều chàng trai cũng không, khi biết được có con thì mình cũng rất là đau lòng và rất là lo lắng băn khoăn. Do đó phải chia sẻ, tránh thai được là cái quyền lợi cũng như là nghĩa vụ của cả hai bên và giúp cho mình đỡ đau đầu. Và việc thứ hai đó là tránh thai ở đây dành cho nam giới thì cơ bản có hai biện pháp. Một là dùng bao cao su. Và dùng bao cao su thì phải là nam giới dùng, chứ chị em cũng chỉ hỗ trợ anh em được thôi. Chứ còn gần như là anh em phải có trách nhiệm chủ động để tự bảo vệ mình. Một biện pháp nữa mà gần đây tôi thấy cũng rất nhiều anh xung phong đi làm, đó là triệt sản nam. Bởi vì bảo là khi mà, đặc biệt là khi mà có những cái phòng đẻ theo yêu cầu, các anh đàn ông vào được chứng kiến người phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, thì bảo vợ em hy sinh cho em nhiều quá rồi, vợ em đẻ cho em đứa con là hy sinh lắm rồi, bây giờ tránh thai là việc của em. Anh ấy xung phong đi triệt sản nam. Thế khi triệt sản nam thì cô vợ lo, bác ơi thế về anh ấy còn dùng được không, hay triệt sản nó có làm cho anh ấy mất tính đàn ông không? Thì câu trả lời là không. Mọi biện pháp triệt sản nam hay triệt sản nữ chỉ đơn thuần là chúng tôi gây thắt ống dẫn tinh, gây thắt vòi trứng, là chỉ gây tắc đường thôi. Còn mọi việc nội tiết, sinh dục, sinh sản hay sinh hoạt tình dục thì các nghiên cứu cho thấy còn tốt hơn trước triệt sản, bởi vì mình đỡ lo mang thai ngoài ý muốn. Do đó là các biện pháp triệt sản cả nam và nữ được coi là biện pháp tương đối vĩnh viễn, tương đối an toàn để giúp chị em phụ nữ cũng như đàn ông giúp mình tránh thai được. Các bạn thân mến, talk show của chúng ta vừa rồi chắc chắn đã cung cấp cho các bạn những cái thông tin rất là hữu ích xung quanh cái câu chuyện tránh thai. Việc mà không mang thai ngoài ý muốn, đấy là một điều hạnh phúc của mỗi một cá nhân và cặp đôi nữa. Và cũng qua chương trình này thì bác sĩ Phan Trí Thành muốn nhắn gửi đến các bạn rằng việc tránh thai không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người phụ nữ thôi đâu, mà đó còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của người đàn ông nữa. Đồng thời cái việc tránh thai nó cũng song hành với quá trình là tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Phan Trí Thành đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng 20 giờ thứ 6 tuần sau. We'll be right back.